Anh em đi rừng này lại phát hiện một cái cây sâm bảy lá đấy các bác. Đây, cây này thì cao hơn người em luôn, cao hơn đầu em luôn. Này cái hoa đấy các bác. Anh em mà anh Ân và Quý thì đi trước rồi. Với chú Cường thì đi sau. Cây này thì chưa được lâu năm lắm các bác. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, năm. Này mỗi một đốt là một năm. Cái phần này là nó vào ba bốn năm rồi. Đấy, cứ mỗi một đốt thế này là một năm các bác. Này, hai cây. Mang về được bình rượu rồi. Chặt không có đi em? Không chú ạ, không. Cái này mình lấy nguyên cả lá luôn. Anh em cho em xin chào tất cả các bác. Chào các bác nhá. Chào các bác. Sau chuyến đi Tây Nguyên về thì anh em lại đi lấy ong các bác ạ. Rượu các bác này đi cùng anh em là có anh Cường và bác nữa. Nay là các bác đi rừng thấy ong nên là gọi anh em đi lấy các bác. Ở khu này là có cây đa mấy tổ ong luôn. Nhưng ở cái cây này là một tổ các bác này. Cây này một tổ tít trên ngọn. Còn kia. Còn phía bên kia là mấy tổ nữa. Các bác thấy nhưng mà cao quá, quá đây này, không lấy. Quay đâu. Anh em lên. Được mà, quay được mà. Cái chuyến đi Tây Nguyên ấy các bác là anh em vào đấy là mục đích là đi tìm ươi. Tại vì cái giá trị của một cân ươi khô ở trong đấy nó cao bằng gấp đôi cái giá trị của ong. Hai cân mật ong mới bằng một cân ươi. Anh em làm nghề rừng nên là cái gì có giá trị thì anh em đi kiếm thôi. Vào đấy đang non anh em lại rút quân về. Về anh em nay lại đi lấy ong. Bình thường ở nhà ấy thì anh em cũng đi lấy ong các bác ạ. Nhiều lúc em ở nhà dựng video thì anh Ân và Quý cũng đi lấy rất là nhiều. Mỗi người mà ống nhòm là đi lấy thôi. Đấy, lúc nào đi quay, tổ nào to đẹp thì anh em mới quay video lại để xem cho các bác xem. Còn tổ nào bé bé thì lấy luôn. Chui mà. À, hôm nay anh em cũng giới thiệu các bác luôn là anh em vừa về một cái mẫu áo mới các bác nha. Áo và mũ bắt ong. Không, nếu mà ra mồ hôi thì nó không bị gì đâu. Cái này là kín cổ đó các bác. Không hẹp đâu, vừa mà. Em mặc vừa mà. Này vào cả tay luôn. Đấy, áo này bắt thì mình không sợ cái tầm đoạn cổ, không sợ rồi. Cái này vẫn là một bó khoái nữa thì lên thoải mái vô tư luôn. Ở cái bên dưới này, bên dưới chỗ tài quý đang cầm thì mình ra là cái khóa bỏ cái nắp dao. Khóa đấy, về mình sau mình cải tiến lại. Đấy, như cái mũ, đợt trước anh em bán mình cái mũ không là 199 hoặc là 200k. Giờ cả cái áo này thì là anh em bán 300k bao ship luôn nhé. Anh em mỗi người một cái. Anh em thấy sản phẩm này được, dùng tốt là anh em giới thiệu cho các bác luôn. Bác nào có nhu cầu về cái loại áo bắt ong này thì liên hệ anh em. Số điện thoại thì em để trên màn hình. Làm nhấp một nhấp đã rồi để lấy sức lên lấy ong. Anh Cường thì năm nay cũng là nhiều tuổi rồi các bác. Anh Cường. Lục Cường. Còn bác thì cũng nhiều, bác năm nay gần 60 tuổi rồi. Bác năm 67 bác nhỉ? À 57 nha. 67. Bác năm 67. Chuyến vừa rồi anh em vào trong Gia Lai thì có bác Loan là năm nay đã 73 tuổi rồi nhưng mà còn đi khỏe hơn anh em nhiều. Ngay đây thôi mà. Hôm nay anh em sẽ cây, rút cây các bác ạ. Cây to mà cây đồng dễ chẻ. Cây dễ trèo. Anh em nay cũng háo hức lên, ai cũng muốn lên nữa. Chơi bốc thăm nhá. Này chơi này là công bằng nhất này. Anh em ai cũng không ai sợ ong hết. Ô trời ơi. Này nhá. Này này Quý này. Ôi. Một cục chim rồi. Bỏ vào túi lát nữa chúng mà chiên. No luôn, mình nghe ăn mát. Nào. Là hai người lên. Chốt đi. Hai người lên đúng không? Chốt đi, hai người chốt thôi. Nhà nào? Thì lấy cái nào? Cái bên ngoài hay cái trong? Dứa rồi, ok một dứa, cái tự bằng cái nào? Thôi đây lấy cái này cho. À nhưng mà từ từ ví dụ xem thế nào phải lên chứ. Thì có hai cái bằng nhau cứ rút đi. Ân cái bằng nhau lên à. Này cái giữa của Ân này. Cái này ngắn nhất.
Đây quý thứ hai cái bằng nhau à. Thì ăn lên. Đấy. Anh ở lên nhá, đây. Anh ở lên. Quý ở lại. Ở lại thế này. Đấy, nãy anh em lấy được em nhổ được cây bảy lá đây. Cây dài nữa nhưng mà củ không đẹp. Cây này phải hơn 2 mét. Tầm 2 mét 2. Đừng có được cái gì nó chưa sạch nhìn đẹp đẹp mấy ạ. Đây, củ này 1 2. Này đoạn này là mấy năm rồi? 5 năm này. 5 đây 5 6 7 8 9 tức là cây này chưa đây được 10 năm rồi. Cây năm thứ 10. Năm thứ 10. Đấy, hôm nay kia có cái này là yên tâm hơn, không sợ nó chui. Không sợ ong chui. Nhìn như phi hành gia. Ninja. Ninja chứ, nhìn như ninja. Ninja chạy lít. Lên lấy tổ này khởi động đầu tiên không cần nhiều lắm đâu nhá. Mỗi người 1 lít thôi. Nàn đúng không? Chào cái dây đó đúng không? Rất là khỏe. Lên đeo cái dây nó từ là lên đeo cái dây nhỏ nhỏ kìa. Dây nhỏ dễ lên thôi. Đấy. Từ đã, để mọi người lên đi cái đã. Cây này mà có khoảng chục tổ thì quá nhàn các bác ạ. Quá nhàn chứ. Cây này quá nhàn, nếu mà nhiều là nhàn. À, đang còn có con chi thì chạy ra bên ngoài thế để. Nó nắp. Vừa chạy rồi. Sóc hả? Cây này có nhiều sóc quá các bác. Vì là có quả chín. Anh em bắt đầu tiếp cận tổ ong các bác. Ong nó rất là hỗn. Nó xả vào người luôn. Đấy, hỗn lắm. Mình ở dưới tổ ong ở bên dưới nó. Đấy, dưới nó. Đây các bác này. Tổ ong ngay đây rồi. Tổ ong này rất là hỗn đó các bác ạ. Cực kỳ luôn. Em bị đâu chừng khoảng tầm 5-60 mồi rồi. Ong rất là hỗn các bác ạ. Tấn công liên tục vào chân vào tay rồi. Cũng may là có cái áo. Tổ ong này các bác này. Anh ơi, anh cắt nhộng đi anh ơi. Cắt rơi xuống đi. Ôi, hỗn lắm. Ôi, em dưới này nó bị nhừ chân rồi. Không, nó càng là mạnh ấy. Có, đang mạnh lắm. Thôi cắt nhanh anh ơi. Cắt nhanh. Bầu mật thì to đẹp các bác. Mà ong cũng ghê. Hàng lắm. Cắt nhanh gọn dứt khoát. Để mà xuống. Đấy, đã xong rồi. Dạ. Mật đẹp hả? À nhẹ hả? Chắc mật tháo. Nhờ. Nát hết chân luôn. Chân tay các bác này. Ui trời. Tay này. Chân nữa các bác ạ. Ôi, ai cũng bị. Quý ở dưới. Cũng bị nặng. Tổ này hăng thật. Đây còn bị cả cổ ấy. Đấy. May là mình còn có cái áo này chứ không. Không để chịu được. Mặt này không được gì. Chơi tay chơi chân ấy. Chơi tay chơi chân, ôi trời ơi. Đây các bác nhìn cái áo này. Rồi, cái trắng trắng này là cái nọc của này các bác. Đây thử đếm chăm bao. Kiếp thật. Chưa tính ở người nhá. Chưa tính người. Ở người đấy. Ở cái này, cái tay này lúc em phải cào. Cào mạnh lắm. Này. Tôi này hốn. Không có mật mà nổi hốn không? Mật nhẹ lắm, không có gì đâu. Lấy à? Tầm 3 cân. 3 cân hơn 3 cân thôi. Nặng tháo chứ. Nặng ăn hết thôi. Đây các bác. Những cái đầu của tự rất nhiều, cái nó chịu chiếu đầu thôi, ở dưới đầu ít, đầu nhiều, đầu, đầu nhiều, đầu nhiều. Đầu mình nhất. Hôm nay mà không có cái áo này là lúc là bị vào mặt nát đấy. Luôn này, bị nát mặt luôn hôm nay, còn cắm vào đầu thôi. Áo này các bác này, đây là phần mật đây. Còn ở đây, tổ này phần này nữa này, được khoảng 3 cân. Nó tháo ba cân, ba cân cụ đi nào, để anh em phải đi tìm tổ khác nữa. Rồi, mà cháu mời thần sông thổ địa nhá, mời các cụ thần sông thần núi, thổ địa. Đừng chấp con cháu này. À đây nha. Dùng hồi tăng mấy con cháu lấy được rồi. Để sập hết đi, cào hết xung quanh. Lấy được tổ ong xong thì anh em lại di chuyển vào lán.
Ở tới nơi thì anh em phải giặt hết quần áo đây các bác ạ. Cái quần áo kiểu là ong nó chích ấy, là bây giờ là có cái mùi ong rồi. Nếu mà không giặt đi thì tổ sau chỉ cần anh em vào gốc thôi là nó đã xuống. Là anh em phải giặt đi. May ở đây có xà phòng nữa. Vậy là anh em giặt xong là anh em sẽ hơ lửa đi các bác. Hơ lửa là mục đích là để cho khói nó ám vào cái quần áo ấy, cho nó hết cái mùi nọc đi. Tiếp bên lưng quý này. Lưng quý đâu gần 20 mồi rồi. Trên cây đó đã hăng vậy như gốc nhưng mà còn hăng. Ở đây thì vào đây có hai cái lán luôn các bác. Một cái lán này ở đây với là một cái lán này trên kia. Và ở đây sẵn luôn cái vòi nước. Vòi nước từ trên này thác nước bên này. Nó lại ở đây có hồ bơi luôn các bác nhá. Đây hồ bơi. Bị hạn chế là ở trong này là không có sóng, không có mạng điện thoại thôi. Nếu mà ở đây mà gần gần kiểu có sóng có mạng thì chắc anh em cũng xin một suất vào đây đó. Nhưng mà cái đoạn đường mà từ nơi để xe vào đây ấy, đi vào leo đồi thông thì nằm vào tầm 2 tiếng đồng hồ các bác. Đây là một cái vòi nước để tắm. Còn lên bên trên này là cái lán chính đây. Lán chính thì cũng có một cái đường nước luôn. Một đường nước kéo vào bên trong bếp. Rất là tiện lợi. Ở đây hai bác đã dùng cái bạt để che. Bạt che này thì nó tốt hơn các bác ạ. Hai lớp bạt, mưa gió không phải mai lo. Đi. Mai đi đến chiều hoặc là ngày mai đi cắt cái cây ba tủ kia. Còn một cây đa ba tủ nữa. Cố gắng lấy cái cây đấy thôi nhỉ. Lấy cây đấy thôi. Cái đấy là được rồi, là về được rồi đấy. Cái đấy là vác về, vác mật về được rồi. Đi kiếm vài con ếch. Đồng chí tự thì tối qua vợ nó đánh cho sợ đau rồi. tự sốt rồi các bác ạ. Mấy anh đi kiếm vài con ếch. Cái đường rất là khó đi các bác ạ. Thác nhất rất là cao. Ếch thì không có thấy đâu. Đây gặp con ếch nào luôn. Nhiều quá chết to lắm anh em ạ. Có con to. Tôi đã lại nhà thêm để mai câu cá chết to đấy các bác ạ. Ếch nó muốn mưa nên là nó không ra. Để nó hầm hầm muốn mưa thì rất nhiều cá chết to luôn. Thì nó khó các bác ạ. Anh em để vậy thôi. Về thì nghỉ ngơi, mai thì câu cá sẽ cao nó dễ hơn. Hôm nay trời nó có hiện tượng mưa nên là ếch nó sẽ không ra đâu. Cá sẽ còn rất là nhiều. Đấy. Có hơn. Có bóng tay cái. Anh em về lạm tạm mà bắt cơm với cá mắm được các bác. Sáng mai để kiếm đồ tanh sau. Tự cũng ốm rồi nữa. Hôm qua vào tới nơi đây ong xong thì em lại bị sốt các bác ạ. Anh em lúc đêm đi kiếm ếch nhưng mà không được. Anh em lại làm câu đi câu cá dễ cao. Giật chưa? Nó ăn đấy nhưng mà. Mình sợ cái lưỡi mình có ấy. Đấy, đây đây. Lưỡi không vừa, không làm được. Không vừa. Đấy, đây đây đây. Được đây. Cũng được mà. Anh cầm con cá luôn đi. Nó to thôi. Cái câu này thì có hai kiểu các bác nhé. Một kiểu là anh em hay câu kiểu là câu nhấc ấy, câu không cần lưỡi câu. Và một kiểu là cần lưỡi câu đấy. Phải hứng. Một kiểu là không cần lưỡi mà một kiểu là cần lưỡi. Đây, được mà. Ô. Kéo nó ngậm mà phát là kéo lại cho nó rơi vào bờ này luôn. Lấy cái to không? Nhìn hết con gì ăn. Con gì nó ăn vào là gì? Nhiều lắm nha, không có nó đến rồi. Ừ, có những con nó ăn dính vào luôn. Bí lại được một con nữa. Cá này nó bé thôi nhưng mà nó ngon lắm. Ui, bắt được con to đấy. Bắt câu toàn con to thôi. Lượng con to mà lấy. Bác có nghề rồi, là câu nhạy hơn. Đấy. Cả to cả nhỏ đều được.
hai con. À, cái lưỡi câu của bác nó bé, lưỡi câu của bác nó bé nên là được dễ hơn. Cái quý cũng nhạy phết đấy chứ. Đây này, quý cũng được sốt mà. Rơi mất à? Con rất to mà. Đấy, bác câu nhạy phết, ôi lại rơi mất rồi. Rơi khỏi mặt nước luôn. Nhiều con nhỏ quá. Con nhỏ nó ăn nhanh hơn. Đấy, làm như quý ấy, cứ giật cho nó lên bờ luôn. Con nào bé thì ngậm vào giật cho lên bờ luôn. Không được à? Hay là rơi vào đấy rồi? Đấy, rơi suýt vào mồm quý luôn. Được luôn. Vui phết các bác ạ. Cấu này cá nó bé thôi nhưng mà nó giật nhiều, rất là vui. Như là đừng sợ nó đau hả? Đấy. Con nào vào mũ thì được, còn không vào mũ thì là rơi xuống đất. Nhắc quý. Đấy, con đấy con to nên là nó dính luôn. Đấy. Suýt thì được. Anh ơi này, trong này, trong mấy viên đá ấy. Toàn con to thôi. Hai con. Ô, quả đấy mà là con to. Con bằng con tay ấy. Ừ, bằng con tay luôn mà. Một thúng đầu tiên các bác. Này, thúng đầu tiên. Cho chủ sĩ cầm luôn này. Có tiền ở gần đây rồi. Được đâu tầm 30 con đấy. Này nhà cống này nhỉ. Này. Câu như thế này thì nó không nản nhanh đâu các bác. Câu nhanh anh em hay câu kia, câu không cần lưỡi kia thì nó nản nhanh. Đấy, ố con to vào lồ cần anh ăn rồi. Đấy. Đấy. Anh cứ giật lên bên kia để cho quý nhặt thôi. Ta còn 4-5 con nữa. Đấy. Nhanh phết. Ố. Quý ở đấy nhặt cho anh ăn là được mà. Còn hai con to. Con to. Mình bận không câu được thì mình lại đi nhặt cá cho anh em. Cá này gì? Như này là to nhất rồi các bác. Con này là to nhất rồi đấy. Cá dễ cao, có nơi gọi là cá bỗng rồi nhỉ. Bên này. Con to thôi. Con nhỏ nó tí luôn lắm. Này còn đây thế này. Ờ, ở đây còn 3 con nữa mà. 3 con. 1. À, 3 con. Về cái phần lưỡi câu thì anh em sẽ làm một cái lưỡi bé các bác. Lưỡi 8, lưỡi 10. Xong anh em bẻ thẳng ra. Làm này. Nhìn như cái lưỡi câu lươn đấy các bác. Về, cứ thế là mình mắc mồi vào thôi. Giờ em cũng đi câu cá đây các bác ạ. Thấy anh em câu ham quá. Đấy, bạn ơi, cho cần sang chỗ địa phận mình đây. Ôi. Ui. Ô, nó rơi. Đây các bạn này, còn nó bé thôi. Loại này bé nhưng mà xương nó mềm. Đây. Úi, rơi luôn. Một con nữa. Con này thì to hơn. Đấy, giật luôn. Ô, đây. Nó đây anh. Nó rơi két này. Đấy. Rơi két này. Một con cũng phải nhặt. Giật luôn. Đấy. Nhảy. Được tiếp à? Bên này em, ôi cha, lên được ẩm. Anh Ngân lên được 2 con luôn. Ô, hai anh em mình được đâu 1/3 ống này ạ. Nhanh không mà. Đây là mới là cái vũng này rồi các bác. Ô, bên này nó giật.
Oh, nó giật đi luôn này. Cái này nó ăn vào dính vào sâu rồi. Cái câu cá này nó bé quá nên là nhìn không rõ con cá. Bốn con này hả? Lán các bác ạ. Đây, còn đây là sản phẩm của anh em đây. Đâu? Nhiều mà. Chưa hết đâu. Một mình thôi. Đây là mình thôi. Ừ, đây là nhiều mình này. Đây là sản phẩm. Một người. Ở bên này nữa. Đây là nhiều người. Cũng được tầm 4 5 lạng ấy nhỉ. Cái này thì giờ anh em sẽ chặt đầu được các bác. Chặt đầu rồi bóp đi. Giờ đi. Cá nóng. Cá nóng. Sẵn nguồn nước. Rồi. Lúc nào ăn chán mới đổi cho anh. Này anh em câu được toàn con to đó các bác. Con to này. Sau khi làm sạch đầu và làm ruột thì còn lại gần này các bác. Này nấu lá chua thôi nhờ. Này nấm lá chua nấu canh húc thôi. Cho tỉnh người thôi. Thơm chưa? Cái này thơm rồi, có mùi mắm rồi thơm. Đấy. Được một con nướng nồi. Nhưng mà nồi là nồi bé. Cá này hôm nay anh em sẽ làm một nồi canh chua. Nấu với lá chua đá. Lá càng tôm. Đây là lá chua. Chừng này thôi các bác ạ. Không, nó chua quá. Lá này rất là chua luôn. Nhưng mà chua lại chua thanh. Không phải chua gắt như cái lá kia. Cái nồi nước của cây sâm béo đen đây. 4 ông, 5 ông đi cùng nhau mà nấu cái này uống thì nó đòi về hết. Nhưng mà như bác đây đang đòi về rồi đây này. Đúng rồi nhỉ, Nghi là có khi là tự là dính cái vụ này là tự là dính cái vụ này là đòi về thế này. Ngủ khó. Nhưng mà không bằng có người là gọi là nó dồn lên tay, đau tay. Đấy, lá chua vào nữa, ăn tạm đi rồi anh em đi xem cây đa có ba tổ ong kia. Bây giờ nó còn hay không? Đến giờ cơm rồi các bác ạ. Đây, cá hôm qua đây, còn cá hôm nay. Đây là ít đồ ăn anh em mang đi. Vẫn làm cốc hả? Làm cốc lấy sức leo đồi. Chuyến này thì anh em vào tới nơi các bác ạ, nhưng mà em thì đang sốt. Cái quý thì đau tay nữa. Nên là em cũng chưa không cầm nặng được. Chưa thể leo cái cây đa ba tổ được. Nên là anh em sẽ tạm thời là rút về. Kêu làm tí chứ. Rút về để anh em nghỉ ngơi đã. Vài hôm nữa khỏe mạnh thì anh em sẽ vào. Anh em lấy nốt mấy tổ ong thì anh em chúng em mời các bác dùng cơm anh em. Anh em mời các bác dùng cơm anh em nhá. Ơi mời các bác nhá. Mời các bác. Chúng ta thử món này, cá vẫn dễ cau thôi rõ. Hơi nhạt. Hơi nhạt thì cho thêm ít muối hạt rồi. Muối hạt nữa đâu. Làm như anh Cường này, anh Cường này là ổn định này. Mà bắt cơm. Nhạt lắm không chua. Cứ cho xin ít. Ít là nhiều. Nhiều đi. Đó là tốt bát rồi đấy. Tẩn nước cái vào đây nha. Thôi rồi. Tẩn nó rồi, nó cho nó còn. Có tí tanh vào nó còn ngon hơn. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Nó ngọt hơn. Nó ngọt hơn. Cái lúc sáng đúng không? Lúc sáng thì chỉ có lá chua không. Lá chua nước lạ. Lá chua nước lạ.
À, mời các bác. Cho mọi người chung ở kia với con. Cho chung được mà. Đấy, các bác. Nhưng mà chuyến này mình về hơi sớm, tại vì chưa hết 3 lít rượu chiều mà đã vội về rồi. Người thì sốt, người tạm đây, người tạm đây, sau lại hết. Thì cho gốc cây ấy. Ý là chưa hết rượu ấy, đã vội về ấy. Cá này ăn này anh. Cá này câu được, còn cá này phải mua, nên lại anh tạm thời anh dùng cái phải mua trước. Mời các bác nhá. Loại cá này mình mà nấu với măng ấy các bác cũng ngon. Nấu với măng nữa, măng tươi. Cho quả ớt vào đây cho nó cay xé mồm nữa. Cá này sướng nó rất là mềm quá. Nhưng mà nó bị cái đầu này là sạn này, nên là anh em sẽ cắt đi cái đầu. Chưa đủ độ cay à? Ta bỏ đâu mà cay. Đâu có bỏ hai quả mà. Một cay. Okay. Một quả này vào nữa. Tươi nó ngon chứ bác. Cá nó chua hết đấy. Ra rồi. Bữa cơm của anh em đi rừng như thế này thôi các bác. Hôm nào anh em chuẩn bị được cái cá khô với thức ăn thì còn có đồ ăn. Còn hôm nào mà không ấy thì câu được cá thôi. Không thì ăn rau chua. Mà có tùy từng nơi cơ. Tùy từng nơi, có nơi không có lá chua đâu các bác. Có nơi kiếm rất là khó. Ngon nha. Ngon hơn cá mắm hôm qua. Ngon hơn cá mặn hôm qua. Cá mặn vẫn ngon chứ. À mà hôm qua mình có ăn cơm đâu biết ngon. À, cơm ngon, canh ngọt. Mới là vợ anh. Đấy là video của anh em hôm nay là kết thúc tại đây các bác ạ. Lát nữa anh em ra xem cái xoay cái cây đa kia rồi để tính phương án. Hôm sau anh em vào anh em lấy tiếp. Còn bây giờ chúng em xin phép các bác là tạm dừng video tới các bác nhá. Anh em cảm ơn tất cả các bác đã luôn theo dõi đồng hành của anh em. Bây giờ thì anh em xin tạm biệt. Hẹn lại các bác ở chung video sau. Anh em tạm biệt các bác. Cảm ơn các bạn nhá.